Ok nhá, hello anh em và hello các bác nhá. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hai Audio các bác nhá. Đấy. Trong buổi ngày hôm nay thì em cũng có bắt đầu setup những con tang số X3 này. Cái này thì mắc cái nốt này thì em sẽ bỏ cái nốt vào các bác nhá. Đấy, không có gì ảnh hưởng cả. Ở đây thì có 2 4 6 7 8 con thì em hai cũng bán cũng gần hết rồi. Còn có một vài con nữa thôi. Thì em lên cái video này để cho anh em mình chơi. Thì nói về vang X3 thì nó cũng như dòng vang X5 thôi các bác ạ. Đấy, cái dòng này thì nó em về được tất cả nó đều là Vina hết, nhưng mà có những con nó lại không có chữ Vina thì nó cũng giống nhau, ruột gan nó giống nhau 100% hết anh em nhé. Thì X5 và X3 nó phân biệt với nhau thì nó rất là dễ thôi mọi người. Đấy, nó là chỉ có hai cái gì ạ? À, nó chỉ có đây cho tất cả các bác là nó sẽ như cái này thì nó sẽ là không có hai cái đường sâu down, là 4 lỗ thì nó sẽ là X3, còn 6 lỗ là X5 anh em nhé. Đấy, và thứ hai nữa là con này thì nó sử dụng chip và mọi thứ nó đều giống con vang số X5 100% hết. Đó, nói chung chất lượng âm thanh là tương đương, nó chỉ thiếu mỗi hai cái đấy thôi anh em nhá. Và đặc biệt là cái lô X3 này đang rất là đẹp luôn anh em ạ, rất là đẹp luôn. Các bác nhá. Đó, đây, các bác có thể xem kỹ này, đó, giống nhau nhá anh em nhá. Này đó. Ok cho anh em. Này, đó. Đây. Súp này, center này. Đấy, hai đường bên out này. Hai đường input vào này. Đó, đây là chip analog device 21375 này. Bo xử lý rời, bo chống hú rời này. Đó, hai nguồn cho anh em này, rất đơn giản mà thôi các bác. Chất lượng thì đây, anh em là setup cho các bác đây này. Đấy, thì bây giờ thì em sẽ test thử cho anh em nhé, test thử cho anh em. Cái này thì em sẽ setup 4 chế độ nhé. Đó, thì em sẽ setup 4 chế độ cho tất cả các bác. Các bác hoàn toàn là có thể là về nhà mình nhé, và các bác kết hợp với những cái dòng âm ly. Đó, kết hợp với những dòng cục đẩy của nhà mình nhé. Đấy, bây giờ thì em sẽ setup test cái chế độ đầu tiên. Và đây thì em đang sử dụng cái con đẩy Yamaha xịn nhá. Đẩy Yamaha xịn này thì nó rơi vào tầm 8,5 triệu một con anh em nhá. Còn một hai con anh em nào lấy thì lấy nhá. Đấy, và đây là đang sử dụng trên đôi loa full 30 của JD. Ok cho mọi người. Đây. Các bác nghe cái chế độ đầu tiên là eco cùng gì vượt này. 4 5 2 6 7 4 5 2 3. Người nhìn mây trôi mãi trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mưa chiều nay gọi thần tên em thì nam 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 nam. Ok chưa? Đó, và cái chương trình thứ hai. Đấy, em hai sẽ setup ở đây. Đấy, chương trình thứ hai là cái chương trình gì ạ? Chương trình gì vượt các bác nhá. Đấy, chương trình gì vượt. Đấy, chương trình gì vượt này. Đây. 4 5 thì 4 5 2 6 7. 4 5 một chiều bên dòng sông Lam em gọi anh cô gái lái đò thì nam 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 nam. Đó, đây là chương trình gì vượt anh em nhé. Và chương trình số 3 của em hai sẽ là chương trình gì ạ? Là chương trình eco. Thì anh em mình có thể là gọi chương trình eco này. Đấy. 4 5 2 6 7 7 4 5 2. Đó, ok cho anh em. Và cái chương trình thứ tư là chương trình em hai sẽ để là cho anh em nghe nhạc nhé. Đấy, thêm một ít bát tem là cho anh em nghe nhạc. Và sau đây thì em hai sẽ hướng dẫn luôn để cho anh em nhà mình sử dụng cái dòng vang này khi anh em sử dụng về nhà. Đấy, thì các bác sẽ là sử dụng như thế nào. Ok chưa? Gọi chương trình như thế nào các bác nhé. Đó. Đấy anh em nhá. Đấy em sẽ là gọi tắt đi này. Đó. Bật lên này. Đó, đấy này Yamaha hàng xịn đấy các bác nhé. Mạch class HD siêu chất luôn anh em ạ. Đó, đây này. Đó, đây là con Yamaha P5000S đang đánh nhá. Một con loa JD đây các bác này. Ok chưa? Đó, bây giờ là chế độ bật lên nó sẽ là eco và reverb này. 4 5 2 6 7 4 5 2 3 1. Đó, các bác nhấn 4 nút mic này, nó sẽ mở này. Đó, các bác nhấn nút re cạc này. Đó, re cạc nó đang ở chương trình số 1 nhá. Thấy chưa? Anh em nhìn kỹ cái thao tác tay của em hai nhá. Đấy. Là các bác nhấn nút ra cạc này, nó sẽ ra cái phần này luôn. Đó, các bác nên nhớ là nhấn khi các bác nhấn 4 nút mic xong nó mở khóa là các bác ấn nút này ngay nhá. Ấn xong bắt đầu các bác ấn một cái nút up lên này, đó nó sẽ nhấp nháy ngay chỗ số 1 này. Các bác vặn cái nút control này này, đó nó sang số 2 nhá. Số 2 này thì các bác nhấn tiếp lại cái nút ra cạc này để gọi chương trình này. Đó. Sau đấy là các bác nhấn nút down này, nó nâu và yết này, đấy, trên và dưới, nhấn nút down. Là chương trình số 2 là chương trình revert này. 4 5 2 6 7 4 5 2 3. Sao trời làm gió đấy con thuyền sang bên tình yêu. Ê, nam nam nam. Đấy, tương tự là mình gọi chương trình số 3. Đấy, các bác nhấn 4 nút mic này nó sẽ mở này. 2, 3, 4 này. Đấy, nó mở phát là các bác nhấn nút rẽ cạc tiếp theo luôn. Đúng không? Nhấn tiếp nút up lên.
Đấy, và xoay sang cái nữa là nó sang số 3. Xoay nút control là nó sang số 3 nhé. Các bác nhấn nút rất cạc lại này. Đấy. Và nhấn nút down này, nó sẽ ra chương trình echo. 5 6 7 4 5 2 4 5 6 7. Ok chưa? Đó. Và anh em tắt đi thì nó lại tự auto về cái chương trình số 1 nhá. Đấy, bác tắt đi này. Đó. Auto nó sẽ tự khởi động lại cái chương trình số 1 cho các bác nhá. Ok chưa? Này. 5 5 5 6 7 2 3. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ. Đó, rất là hay các bác nhá. Đấy, và con này thì em 32 chỉ bán có 2 triệu 2 thôi. 2 triệu 2 mai bao ship cho tất cả anh em nhà mình các bác nhá. Đó, hàng đẹp các bác nhá. Đây, 097 này. 2345183. Đó, anh em có thể là trực tiếp kết nối và giao lưu với cửa hàng bên em qua những dòng vàng này. Đấy, đẩy đi các bác lấy đẩy gì hay là các bác muốn đánh loa gì đẩy gì thì các bác có thể liên hệ nhá. Đấy, cửa hàng bên em sẽ có cái sự tư vấn nhiệt tình cho tất cả mọi người. Đấy, con này Yamaha này dùng rất sướng này. Bỏ tí tiền nhưng mà dùng rất là phê đấy các bác ạ. Ok chưa? Bây giờ em hai sẽ test thử một đoạn ca nhạc cho các bác để mọi người có thể là chiêm ngưỡng cái chất lượng âm thanh của cái con loa này cũng như là chất lượng âm thanh của cái bộ dàn em ghép giữa con X3 con đẩy Yamaha. Đấy, thì anh em sẽ là chiêm ngưỡng được tất cả những cái tinh túy âm thanh của bộ dàn này. Thì mời tất cả anh em có thể là cùng nghe với em hai. Đây, em hai sẽ test cho anh em nghe nhá. Ok các bác nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử nghe nhá. Cái phần nhạc và cái phần đấy, em sẽ test thử một lần karaoke cho các bác nhá. Rất là hay các bác ạ. Trăng khuya dần thức trắng cắt đầu mai làm cô dâu người ta chắc chắn là thương đêm ngày chăm sóc lo nhiều hơn nắng bàn tay anh lắm trai sân làm sao lo lắng được em. Chơi cái dòng này nó siêu hay đấy các bác ạ. Đây là cái mốt gì vượt anh em ạ. 4 5 2 7 4 5 2 3 1. Chơi là hai đứa xa rời nhau. 5 5 5. Đó, số điện thoại em hai để ở trên màn hình nhá. X3 nó còn mấy con nữa. Anh em nào mua thì mua nhá. Đấy, vật đẩy Yamaha cũng đang còn 1-2 con nữa. Bác nào có cái nhu cầu thì chốt đẩy Yamaha ship để mà chơi anh em nhá. Rất là chất đấy anh em ạ. Ok, cảm ơn tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Chúc anh em nhà mình xem video vui vẻ nha các bác nhá. Xin kính chào ạ. Bye bye.